Chị, chị ông kìa, chị giới thiệu chút đi. Cùng vào lại. Qua đây với ông. Tham mưu Triệu, thuốc này đúng là có hơi ít, còn không đủ số lượng cho một ngày. Chê ít à? Chê ít thì đừng lấy. Tham mưu Triệu, nói chuyện khách sáo chút đi. Anh tạm. Tham mưu Triệu, thuốc tuy đúng là có hơi ít, nhưng vẫn tạm đủ dùng. Đại Lô, nhanh lên, mau đem về cho Quyển đi. Dâng. Tham mưu Triệu, tình hình dịch bệnh bây giờ rất nghiêm trọng, số thuốc này thật sự không đủ. Liên đội trưởng Long, nói gì cũng vô ích thôi. Trong kho của quân đội chỉ còn tồn lại chừng này thôi. Quân đội cũng thiếu tình nghĩa quá rồi đấy. Coi chỗ này là gì chứ. Liên đội trưởng, hay là chúng ta làm báo cáo để xin cấp trên đi. Loại dược phẩm đặc biệt thế này phải để quân khu tổng bộ đặt trước một tuần mới có. Quân đội làm vậy là có ý gì? Muốn diệt trừ liên đội ba chúng tôi à? Tạ Liên Thành. Có. Anh ra ngoài trước đi. Rõ. Liên đội trưởng, chỉ có thể trách các anh xui xẻo. Có điều vẫn còn một con đường có thể đi. Mà thôi, chắc các anh cũng không đi được. Anh xem, anh còn chưa nói sao chúng tôi sẽ không đi được chứ. Anh nói ra thử xem. Đội quân Khuyển chắc là có thuốc. Các anh có đến được không? Cử một văn kiện báo cáo mất 3 ngày. Anh xem, tôi đã nói rồi mà. Chỗ này có Khuyển, hơn nữa còn đều là Khuyển tốt. Đúng vậy, đúng thật là có rất nhiều Khuyển. Trưởng ban, anh xem con này đi. Trông giống súng trường thật đấy. Đương nhiên rồi, bọn chúng là cùng một chủng loại mà. Chính là loại hiếm gặp ít ai biết. Nào nào nào, qua đây đi. Qua đây, qua đây. Qua đây hết đi. Ngồi đi. Ông mà. Ngồi đi, uống trà. Ông ơi, ông thọ bao nhiêu ạ? Thọ bao nhiêu tuổi ạ? Thọ là hỏi bao nhiêu tuổi chứ gì? Ta cũng không biết nữa. Tóm lại là từ lúc ta còn trẻ hơn các cậu thì đã ngồi ở chỗ này tắm nắng rồi. Cậu nói xem bao nhiêu tuổi? Cháu nói trông như thế này chắc cũng đã 70-80 rồi. Ông trông vẫn cực kỳ dẻo dai khỏe mạnh. Vậy chúng cháu phải xưng hô với ông thế nào ạ? Ta họ Kim, tên Kim Sơn. Họ Quách à, tôi cho anh biết, ông của tôi là trường chủ của khu lâm trường này đấy. Trường chủ, nhanh lên các anh em, hành lễ với trường chủ Kim đi. Trường chủ Kim, làm phiền ông rồi. Chào trường chủ Kim. Tốt, không chỉ vậy đâu, cả chúng cháu nữa. Hành lễ tốt lắm, tốt lắm. Có những thanh niên không chào hỏi hành lễ gì với ta cả. Tốt lắm. Vậy nghe ẩn ý trong lời nói này, chẳng lẽ ông cũng từng làm lính? Trước đây ông tôi là lính Bát Lộ đấy. Vậy ông là tiền bối của bọn cháu rồi. Hơn nữa, cháu và chị Phượng Hoàng cũng đã kết bái. Vậy cũng coi như cháu là cháu trai của ông rồi đúng không? Sao anh được lợi quá vậy? Ngồi 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 đi. Cháu trai, tôi thấy làm chắc thì còn được. Cô bao nhiêu tuổi mà đòi làm mẹ tôi? Vậy cũng đâu có được. Được rồi, được rồi. Phượng Hoàng, ông nghe cháu nói họ từng nhận nuôi Tiểu Thất. Ông nội, cháu nói là có khả năng thôi, vẫn còn chưa chắc chắn. Không, nhất định phải chắc chắn. Nếu không súng trường hôm qua cũng sẽ không đi với tôi đâu. Thưa ông, súng trường này không phải Tiểu Thất này và cháu có tình cảm rất tốt với nhau. Nếu như một ngày cháu không nhìn thấy nó thì cháu sẽ không ngủ ngon được đâu. Có đúng không anh Hùng? Đúng đúng đúng, trưởng ban Quách này à. Anh ấy bất chấp an nguy tính mạng của chính mình để cứu Tiểu Thất. Hơn nữa, người và chó cực kỳ thân thiết. Thân giống như người già vậy đúng không? Đúng, chính xác. Thân giống như người nhà vậy. Ông à, cháu ngủ cũng ngủ chung với súng trường. À không, với Tiểu Thất. Ngủ chung với nhau đấy. Đến cả giường cũng cho nó. Ông ơi, ông là người tốt. Ông không thể trơ mắt nhìn chúng cháu cốt nhục chia cắt đúng không? Tiểu Thất này lúc mới 2 tháng tuổi đã bị người ta trộm đi mất. Các cháu có biết lai lịch của nó không? Đại khái cũng từng nghe nói, nhưng mà hậu duệ của U Linh Khuyển ấy, buổi tối mà sủa có thể dọa chết người. Đó toàn là do người ngoài đồn bậy thôi. Thật ra U Linh Khuyển không phải là truyền thuyết gì cả. Nó có một câu chuyện như thế này.
thời kỳ chiến tranh kháng Nhật, quân khuỷu Nhật Bản đều đã trải qua huấn luyện, tính tình trở nên vô cùng hung dữ. Chúng được coi là chó sói Nhật Bản. Trong một lần truy quét, chúng đều dùng chó sói tiến hành lục soát, khiến cho bá tánh khu vực đó chịu đau khổ vô ngừng. Vì để phá giải kế sách quân khuyển này của quân Nhật, một vị đoàn trưởng họ Lư của quân Bát Lộ quyết định lấy khuyển đánh khuyển. Sau khi nghe ngóng tin tức rất lâu, mới phát hiện vùng rừng núi Thanh Trại có một giống chó tên là chó Diêm Dương. Trời sinh thiện chiến, một khi đã cắn sẽ không nhả ra. Đoàn trưởng Lư mau chóng tập hợp số lượng lớn binh lính chó, sau khi trải qua huấn luyện sẽ tham gia tấn công đội quân chó sói của Nhật Bản. Chó Diêm Dương quả nhiên không phụ kỳ vọng, một đường tấn công liên tiếp làm bị thương và giết chết được 10 con chó sói. Trong đội quân chó Diêm Dương của quân Bát Lộ, anh dũng thiện chiến nhất là một con chó tên Hỏa Nhãn. Đó là khuyển của đoàn trưởng Lư. Đoàn trưởng Lư trong một trận chiến đã hy sinh, đồng thời Hỏa Nhãn cũng mất tích. Thì ra nó vẫn luôn đuổi theo dặn, trường kỳ đuổi theo mấy tháng. Cuối cùng nó cắn chết tên tướng Nhật đã giết chết đoàn trưởng Lư, trả thù cho đoàn trưởng Lư. Sau đó nó lại quay trở lại tiền tuyến, canh giữ mộ cho đoàn trưởng Lư, canh giữ suốt 12 năm. Đêm đêm đều sủa những tiếng sủa bi thảm, cho đến khi chết già. Vì vậy, người dân ở đó mới có truyền thuyết, nói rằng ở trên núi có một con khuyển bất tử. Nói qua nói lại, nói cho đến ngày nay, rồi trở thành U Linh Khuyển. Vậy theo như lời ông nói, Tiểu Thất có lẽ là hậu duệ của Hỏa Nhãn. Ông đã từng là lính của quân Bát Lộ, vậy chắc biết chứ. Ông chính là cảnh vệ viên của đoàn trưởng Lư. Nơi này chính là căn cứ địa năm đó của bọn ông. Ông ở đây canh giữ cho đoàn trưởng, canh giữ cho Hỏa Nhãn, canh giữ cả cuộc đời rồi. Chào. Nghỉ. Sao lại không nói nữa? Câm hết rồi à? Còn nói gì được nữa? Ông là anh hùng cách mạng, chúng cháu là tiểu bối vô danh. Các cháu đều ở liên đội 3 à? Phải, đúng đấy à? Ông cũng như các cháu đều là lính. Nào, ngồi đi. Ngồi đi, ngồi đi. Nếu như đều đã là lính, vậy lính cũng có tình nghĩa của lính. Các cháu nói xem, tình nghĩa thế nào đây? Thưa ông, xin ông giơ cao đánh khẽ, cho cháu được nuôi Tiểu Thất, vậy tình nghĩa này sẽ lại càng bền chặt. Họ Quách kia, sao anh cứ giúp mặt không nể mũi vậy? Tiểu Thất trước đây là bị người ta trộm mất, anh nuôi nó, anh cũng như lũ trộm vậy. Đội trưởng Kim, nặng lời rồi. Ông ơi, lúc đó chúng cháu đã cứu nó mà, xin ông hãy làm chủ cho chúng cháu. Tiểu Thất không giống những con khuyển khác. Mẹ ruột của nó là một con sói. Sói. Đó là vào một buổi tối kỳ lạ, một con sói cái không biết vì sao lại đến lâm trường, rồi lại cùng với khuyển của bọn ông giao phối. Càng thần kỳ hơn nữa là nó sinh con xong thì để khuyển con ở trong thôn gần lâm trường, còn nó thì biến mất vào rừng rậm. Giống như vốn dĩ nó đến là để tặng quà cho mọi người một món quà, dường như đang hoàn thành một sứ mệnh. Hôm đó vừa hay là ngày 7 tháng 7, vì vậy đã đặt tên cho nó là Tiểu Thất. Con khuyển này, cha là khuyển, mẹ là sói, chắc chắn nó không giống với những con khuyển khác.
Ông ơi, cháu nói với ông một lời thật lòng. Cháu thật sự xem Tiểu Thất giống như anh em của mình. Cháu khẳng định sẽ dùng tính mạng của cháu để bảo vệ nó. Có đúng không? Đúng đúng. Tiền bối, nó cũng là hy vọng của liên đội ba chúng cháu. Liên đội ba của các cháu còn được bao nhiêu huấn đạo viên? Làm gì còn huấn đạo viên nữa? Bị điều đi đến đội quân khuyển hết rồi. Mấy người chúng cháu đều là phường không chuyên thôi. Tuy nói huấn khuyển phải khổ luyện, tạo được tình cảm sâu đậm với nó, nhưng chủ yếu là dựa vào năng khiếu và khả năng lĩnh hội. Thanh trại từ xưa đã có nhiều giống chó tốt. Ban đầu là chó hoang và chó xám, sau đó biến đổi không ngừng. Trong thời trị vì của Du Khang Hy, Thanh trại đã xuất hiện một vị cao nhân huấn luyện khuyển tên Kim Phi Tuyết. Kim Phi Tuyết truyền là một cách thức huấn luyện khuyển rất kỳ diệu. Cách thức luyện khuyển. Vậy người mà ông nói đến là sư Kim Phi Tuyết có quan hệ gì với ông? Là tổ tiên của ông. Nhà họ Kim đời đời luyện khuyển, bản lĩnh là được truyền thụ đời này sang đời khác. Tôi quên nói các anh biết, ông tôi trước đây còn là chuyên viên huấn khuyển của quân Bắc Lộ. Khuyển Diêm Dương lúc trước là do ông của tôi huấn luyện ra đấy. Vậy ông đã từng nghe câu nói này chưa? Quân nhân tử diện nước, hồn giữ mãi non sông. Nếu như chúng ta hy sinh rồi, linh hồn của chúng ta sẽ mãi mãi canh giữ lãnh thổ của Tổ quốc. Đương nhiên nghe rồi. Ông vẫn nhớ rất rõ. Đây là chuyên ngôn của đoàn trưởng Lưu. Còn một vế nữa. Hồn khuyển đau buồn mà phiêu đảng, trời đất vì thế mà ưu sầu. Thiên hạ rộng lớn đi nơi nào, mặt sức phiêu bạc khắp đông tây. Kiếp sau nguyện ý vẫn làm khuyển, vì nước mặc cho đau kề cổ. Ngoái đầu nhìn lại mộng thời trẻ, sống cũng bi thương, chết cũng đau buồn. Theo quân tầm vũ khắp muôn nơi, đầu đồng đuôi thiết ngọc lan khấu. Chợt nghe tiếng sủa khắp trời cao, rằng trong trăm quyển cũng đứng đầu. Thì ra liên đội ba là quân đội của đoàn trưởng Lư. Ông là lão tiền bối chính tông của chúng cháu. Không chỉ là tiền bối, còn là người đồng hành nữa. Nhưng chúng cháu mà đem so với ông, đơn giản chính là một bên ở trên trời cao, một bên ở dưới đất. Quá xa mà. Ông ơi, vậy nói ra chúng ta cũng xem như là một liên đội. Ông có nhận đồ đệ không? Chỉ cần ông gật đầu, cháu lập tức dập đầu ngay. Thành tâm thành ý. Làm gì vậy? Người làm lính chúng ta không hứng với chuyện này. Đứng lên, đứng lên. Ngồi, ngồi đi. Phượng Hoàng, ông thấy cứ đem Tiểu Thất tặng cho họ đi. Ông nội, lão tiền bối, thưa ông, cháu thật sự cảm kích ông vô cùng. Cháu thật lòng đấy ạ. Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Muốn đem Tiểu Thất đi, trùng tu lại trùng khuyển đi rồi nói. Được rồi, Tiểu Thất này vốn chỉ là hậu duệ của Khuyển Diêm Dương. Nó là giống chó của quân khuyển. Nhưng vết thương ở chân của nó vẫn chưa lành. Đợi nó ở trên núi dưỡng thương xong rồi, để họ dẫn đi đi. Cảm ơn.
Cô nói chuyện với ông chúng ta đi. Đem bí kíp luyện quyển cho chúng tôi xem đi. Nói, nói cái gì vậy? Muốn bái ông tôi làm thầy. Vậy tức là gia thế còn cao hơn tôi rồi. Không được. Cô cũng nghĩ nhiều quá rồi đấy. Chỉ là cách gọi thôi mà. Vẫn gọi cô là chị Phượng được không? Có được không? Cô nói đi. Phượng Hoàng. Thả quyển ra hết đi. Ra sau núi. Là sao? Là sao? Chính là dạy các người đấy. Làm phiền cô rồi. Xin chào, các anh tìm ai? Tiểu đồng chí, chúng tôi là liên đội quân khuyển 3 của đội biên phòng. Muốn tìm đội phó cao của đội quân khuyển các cậu. Các anh là liên đội 3 thật chứ? Đương nhiên là liên đội 3 rồi, còn có thể giả sao? Mau đi thông báo đi, chúng tôi và đội phó cao là chiến hữu cũ đấy. Xin anh hãy lùi xe ra ngoài phạm vi 10 mét. Xe đã chạy đến cổng rồi, lại còn không được vào sao? Xin lỗi, đây là kỷ luật. Lùi đến đó được không? Nếu không được chúng tôi có thể lùi tiếp 50 mét, 80 mét, có được không? Tiểu đồng chí, xin lỗi. Thủ trưởng, có thể hiểu được mà. Cảm ơn. Sao vậy? Xin hãy mặc đồ bảo hộ rồi mới được tiến vào bên trong. Sao hả? Chỗ các anh cũng xuất hiện bệnh dịch à? Liên đội 3 mới là nơi được thông báo có bệnh dịch. Vì vậy các anh phải tiến hành cách ly trước. Đây là mệnh lệnh. Anh phó, chấp hành mệnh lệnh. Rõ. Chấp hành mệnh lệnh. Hai vị thủ trưởng, xin lỗi. Đợi đã. Chúng tôi phải đợi bao lâu? Báo cáo. 12 giờ đồng hồ. Bao nhiêu? 12 giờ đồng hồ. Tiểu đồng chí, chúng ta đều là người nuôi khuyển. Chúng tôi làm gì có thời gian mà đợi lâu như vậy cơ chứ? Khuyển của liên đội chúng tôi đã bị bệnh cả rồi, cậu có biết không? Hai vị thủ trưởng, đội trưởng chúng tôi nói rồi. Người của liên đội 3 đến, trên người không biết mang bao nhiêu di trùng. Hai vị giống như một quả bom hẹn giờ vậy. Đến lúc đó, khuyển của chúng tôi sẽ gặp nguy hiểm. Thế này, cậu bảo Cao Nguyên đến đây. Tôi muốn gặp anh ấy. Dân. Đội phó Cao, phòng làm việc ở phía trước. Ở đây đợi tôi.
Đội phó Cao, có gì vào trong rồi nói. Tôi phải cách xa các anh một chút. Đội phó Cao, mừng ít thuốc. Hai chúng tôi lập tức đi ngay. Đói rồi chứ? Mì ở chỗ chúng tôi ngon lắm, chút nữa sẽ đem đến cho hai người hai bát. Đừng nói đội quân khuyển không có gì ăn nhé. Cao Nguyên, tôi hỏi anh, bây giờ liên đội 3 có khó khăn, anh cứu hay không? Cứu thế nào? Chỗ tôi lại không phải trạm thú y, anh phải tìm đúng người chứ. Tôi muốn tìm anh đấy. Anh xuất thân từ liên đội 3, mấy con khuyển bị bệnh đó anh cũng từng nuôi. Mì chỗ chúng tôi là do một anh lính từng đi du học ở Tây làm đấy, ngon vô cùng. Cao Nguyên, anh Long, chúng tôi khó khăn hơn anh, khuyển nhiều hơn các anh. Vậy anh còn đến làm gì? Hai người đã đi một chuyến rồi, tôi không đến gặp một chút sao đi. Con người dù gì cũng nói đến tình nghĩa mà. Đội phó Cao, tôi biết anh và anh Long từng có mâu thuẫn, nhưng chúng ta không thể trút giận lên trên khuyển được. Có đúng không? Anh Phó dừng lại. Tôi không có mâu thuẫn với ai cả, có quan hệ tốt với mọi người. Tôi biết chỗ các anh thiếu thuốc, nhưng thuốc là tài sản quốc gia, là quân phẩm. Không thể anh vừa mở miệng là tôi sẽ giúp anh ngay được. Vậy sẽ là công tư bất phân. Chỗ chúng ta là quân đội, còn cần giải thích nữa không? Đội phó Cao, anh cũng từng là người của liên đội 3. Tình hình liên đội 3 thế nào anh không biết sao? Anh Long dẫn các liên đội 3 bây giờ dễ dàng sao? Được, anh không nói chuyện tình người, vậy nói tình ma đi. Ai là ma chứ? Anh hay là tôi? Quen không? Huấn luyện viên Triệu, người phụ nữ này đã từng ở đội huấn luyện dạy các anh khóa y học trị liệu 2 tháng, cũng coi là cô giáo của anh. Mấy năm trước cô ấy vì cứu khuyển của liên đội 3 đã xảy ra tai nạn xe mà qua đời. Hôm nay hai lão binh cuối cùng của liên đội 3, Long Phi, tôi, Long Phi, hai chúng tôi chạy đến đây để mượn thuốc chỗ cậu. Mượn có chút thuốc thì đã sao? Chết người sao? Huấn luyện viên Triệu và anh có quan hệ gì? Vợ tôi. Tôi là vì cô ấy mới đến liên đội 3. Huấn luyện viên Triệu là một bác sĩ thú y tốt. Năm đó tôi phát sốt cảm mạo, là cô ấy đã nấu mì cho tôi ăn, còn cho tôi uống thuốc. Người chết còn mạnh hơn nhiều so với người sống đang chịu tội. Giấy tôi cũng đã viết xong rồi. Viết như vậy anh thấy hài lòng chưa? Không được thì chúng tôi viết lại. Hôm nay anh cho mượn thì cho mượn, không cho mượn cũng phải cho mượn. Anh tự xem mà làm đi. Thường Anh, có. Chúng ta còn bao nhiêu thùng thuốc? Còn 4 thùng. Chút nữa đem cho họ đem đi hết đi. Đưa hết sao? Đưa hết. Rõ. Bảo nhà bếp làm 2 bát mì, đưa cho họ đi. Rõ. Chị, đi chăm sóc đặc biệt cho súng trường nhà tôi à? Cái gì mà súng trường nhà anh, là tiểu thất nhà chúng tôi. Được. Có chuyện này tôi muốn bàn với cô. Chẳng có gì để bàn cả. Tôi biết anh định nói gì. Con người cô sao có thể như vậy được? Sao cố chấp như vậy chứ? Cứ muốn tôi phải. Thế nào, anh muốn đánh tôi à? Hiểu lầm rồi, cô nghĩ đi đâu vậy chứ? Người ta cầu xin cô còn không kịp nữa kìa. Hơn nữa chẳng phải ông đã đồng ý với tôi, chỉ cần vết thương của súng trường khỏi thì sẽ cho phép tôi đưa đi sao? Không thể không nói đạo lý được, có đúng không? Anh còn muốn nói đạo lý à? Vậy được, vậy để tôi nói anh nghe đạo lý của tôi. Anh nói xem, ông tôi đã đồng ý rồi, tôi cũng không thể không đồng ý được, đúng không? Cho dù tôi tốt bụng đồng ý rồi, lâm trường của chúng tôi từ trên xuống dưới có nhiều người như vậy, đều đã chứng kiến tiểu thất lớn lên, không biết họ có đồng ý không nữa. Cho dù họ có đồng ý đi nữa, đây là nhà của tiểu thất cũng chưa chắc sẽ đồng ý đâu. Anh nói có phải không? Cô biết ăn nói thật. Cô muốn thế nào? Muốn đưa tiểu thất đi cũng không phải là không được. Chỉ cần có thể đưa nó đi, điều kiện gì tôi cũng đồng ý. Đừng đồng ý sớm quá, nếu không muốn gặp tiểu thư cũng không được. Cô nói đi.
Yêu cầu của tôi rất đơn giản, muốn anh làm ba chuyện. Tiếp tục. Thứ nhất, làm chút chuyện cho Lâm Trường chúng tôi. Thứ hai, làm chút chuyện cho Kim Phượng Hoàng tôi đây. Thứ ba, làm chút chuyện cho Tiểu Thất. Hứa chắc rồi nhé. Làm được đi rồi nói. Tôi nhất định sẽ làm được. Nhóc con. Không phải, anh yên tâm đi. Ông Kim đã nói rồi, chắc chắn sẽ đưa cho chúng ta. Có phải anh nên vui mừng cho tôi không? Là sao chứ? Khuyển bị bệnh. Không, khuyển nào bệnh cơ? Không, không. Có nghiêm trọng không? Không, sao khuyển lại bị bệnh dịch chứ? Không, từ từ, nói từ từ thôi. Sao cơ? Nặng lắm, lây ra toàn bộ rồi. Liên đội trưởng trước khi đi còn căn dặn bảo các anh không được mang súng trường xuống núi, để dịch bệnh qua đi rồi nói. Liên trưởng còn nói bảo các anh ở Lâm Trường cố gắng chịu đựng một thời gian, thiếu cái gì bảo người đến đưa. Anh nói vậy là sao? Không, bên chỗ này anh cứ yên tâm. Ông chủ Kim đó, ông ấy cũng là lão cách mạng. Chuyện này nói ra dài lắm, anh cứ bình tĩnh. Ông ấy là cựu quân nhân của liên đội 3 chúng ta, con người tốt lắm. Đưa đây. Thao Thao sao rồi? Cũng bệnh rồi à? Tôi nói anh nghe, tôi lập tức xuống núi. Không, anh đừng nghe anh ấy. Anh ấy không xuống đâu. Anh bên đó cố gắng lên nhé. Vậy nhé, gắt máy đây. Làm gì vậy? Thao Thao bệnh rồi, tôi phải xuống núi. Anh xuống núi thì có thuốc chữa bệnh không? Anh Long còn gấp hơn anh nữa. Anh ấy đã đi đến đội quân khuyển rồi, đi mượn thuốc rồi. Đội quân khuyển có thể cho thuốc ư? Không, có gì mà không cho được chứ. Bên đó không nể mặt tăng thì cũng phải nể mặt Phật. Anh tin tưởng anh Long là được rồi, có đúng không? Làm phiền ba vị rồi. Nghe đội trưởng Kim nói ba vị là đồng chí quân giải phóng, coi như anh cũng có mắt nhìn. Chúng tôi nuôi khuyển. Nuôi khuyển, làm lính còn có thể nuôi khuyển, có gì mà không được? Chúng tôi biết nuôi khuyển mới được làm lính. Anh là người của Lâm Trường à? Tên anh là gì vậy? À chứ, họ Lâm. Tên gì kìa? Tôi tên Lâm Tử Đạt. Lâm Tử Đạt, chỗ này cái gì cũng có thật, có đúng không? Người anh em, anh chẳng biết nói đùa gì cả. Ba người các anh tên gì? Tôi họ Quách. Anh ấy họ Hùng. Cậu này họ Lưu. Ba người chúng tôi là anh em chung một liên đội. Anh em tốt, anh em tình cảm sâu sắc. Chúng ta quân như cá, dân như nước. Nói vậy chúng ta cũng là anh em rồi. Chỉ có chút thuốc này thôi, còn chẳng đủ dùng cho một con khuyển. Trạm quân y thanh trại cũng hỏi rồi, chỗ của họ cũng không có thuốc phù hợp. Của quân đội và cả đội quân khuyển đều ở đây hết rồi. Có vậy thôi sao? Liên đội ba chúng ta nhiều khuyển như vậy, số thuốc này sao mà đủ? Liên đội trưởng, tôi không làm nữa. Tạ Liên Thành, đây là lúc nào rồi? Cậu còn nói câu này. Lúc nào đi nữa tôi cũng nói câu này. Ở đây làm gì chứ? Ở đây, ở lại liên đội này, trơ mắt nhìn chúng chết sao? Liên đội ba cái gì? Cái gì mà quân nhân tử gì nước, không giữ mãi non sông, dẹp đi. Quyền chết cả rồi, còn có ích lợi gì nữa? Tôi nghĩ giờ đoàn bộ đây. Tránh ra. Tạ Liên Thành, đứng lại cho tôi. Anh phó, để anh ta đi. Nên đi thì giữ cũng chẳng được. Tiểu tư, mau đi xem đi, đừng để anh ta gây chuyện. Anh ta mà còn gây ít chuyện à? Sao mà nói lắm quá vậy? Bỏ thùng thuốc xuống đi. Anh Tạ, tôi năn nỉ anh, đợi tôi được không? Về đoàn bộ, anh cứ đi thẳng. Đoàn bộ có thuốc sao? Vậy anh đi đâu? Đi tìm thuốc cho tiểu mễ. Đợi tôi với. Súng trường à, hai chúng ta có thể gặp lại nhau, quả thật không dễ dàng. Lần này tôi đến không chỉ là muốn thăm mày, tao còn phải dạy mày nữa. Mày dựng hai cái tai lớn của mày lên, nghe tao nói này nhé. Vốn dĩ từ đầu là tao cứu mày về, tao tưởng mày là chó hoang. Nhưng sau đó tao phát hiện mày không phải chó hoang.
Nghe cho kỹ đây, ngồi xuống. Phải có thái độ đoan chính. Sau đó nữa, ta phát hiện mày không phải chó hoang, mày là một con chó khờ. Không phải, mày mở to đôi mắt chó của mày nhìn ta là sao? Ta nói gì không đúng hả? Nhiệm vụ bao giây lần trước, ta đã nói thế nào với mày? Có phải tao đã móc ruột móc gan ra nói với mày rồi? Mày là một tân binh, đừng xông lên phía trước. Đợi sau này kinh nghiệm phong phú rồi, mày có thể dẫn đầu sau. Nhưng mà thì sao? Như một tên ngốc vậy đấy, cứ xông lên phía trước, gọi thế nào cũng không chịu quay trở lại. Bực nhất chính là diện binh đã đến rồi, mày vẫn xông lên phía trước. Mày có phát hiện xung quanh mày lúc đó không có ai không? Có không? Mày thật sự cho rằng mày là Triệu Tử Long sao? Nhưng ở đó không phải đội trường bản, không từ bỏ, không bỏ cuộc là tốt. Nhưng chân của mày bị thương là do mày tự chuốc lấy. Ăn cổ đi trước, lội nước theo sau. Câu này cho mày đấy. Có đúng không? Được rồi, nể tình chân mày đang bị thương. Hôm nay tao chỉ dạy dỗ mày đến đây thôi. Tao tạm thời tha thứ cho mày. Đợi sau khi vết thương khỏi, cùng tao trở về liên đội 3. Liên đội bây giờ đang có dịch bệnh, còn chưa biết mấy con khuyển ở đó thế nào rồi. Mày ngoan ngoãn cho tao một chút, có được không? Anh Quách, tôi đang dạy dỗ con chó này, anh la hét cái gì vậy? Anh dạy dỗ đến thế nào cũng phải cho nó ăn chứ. Thức ăn không tồi nhỉ? Phải, chúng ta muốn gì có đó. Ông Kim này đối với chúng ta tốt quá rồi. Tôi cho anh biết, lần này thật sự không phải do ông Kim đưa đến đâu. Vậy thì ai? Lâm Tử Đạt. Anh làm gì vậy? Tôi xem có độc không. Sao anh ta dám mở độc chứ? Anh nói cũng đúng. Chúng ta là quân giải phóng nhân dân, có cho anh ta cũng không dám. Lời này của anh là có ý gì? Không phải chứ anh ngốc à? Một người thanh niên bình thường, ai lại đi chạy đến khu rừng sâu này ở chứ? Hơn nữa anh ta nhìn mặt rất thời gian, chắc chắn không có lòng dạ gì tốt. Tôi cho anh biết, nên đề phòng anh ta một chút. Lời này anh hãy nói lại với chị của anh kìa. Chị nào? Còn không thừa nhận. Người trên núi này này. Phượng Hoàng à? Phải đấy. Anh nói chuyện cho đàng hoàng đi. Khung cảnh ở đây thật là đẹp. Em làm đội trưởng thật là giỏi. Cái này có gì đâu chứ. Núi này, cây này đều do tự mình sinh trưởng, đâu liên quan đến em. Nhưng em đang bảo vệ cho nó mà. Chúng đều là con của em. Con ở đâu ra vậy? Em còn chưa có người yêu mà. Nhưng mà anh chỉ nói vậy thôi. Em chính là nữ thần của Nộ Sơn, nữ thần đẹp nhất. Nói bậy. Từ nhỏ em đã lớn lên ở đây, chưa từng nhìn thấy nữ thần. Em chính là nữ thần. Khoác lá. Một con nhóc ở trong núi mà nữ thần cái gì? Người thành phố cả anh thật biết ăn nói. Phải rồi cô Kim, anh có một vấn đề vẫn luôn muốn hỏi em. Em nói xem, em xinh đẹp như vậy, lại còn tài giỏi, ở đây lại rất có tiếng tăm nữa. Sao em lại không có bạn trai chứ? Mấy anh con trai ở đây đều không bằng em không thèm để ý đâu. Nói như vậy, em là muốn tìm một người bạn trai ở thành phố sao? Em từ nhỏ đã học giỏi với ông ở trong núi, văn hóa thì không học được bao nhiêu, cho nên muốn tìm được một người có văn hóa. Sao anh cứ nói mấy chuyện này mãi vậy? Cô Kim, đi thôi. Lâm Phi đâu? Báo cáo thủ trưởng, liên đội trưởng của chúng tôi đang ở trung quyển. Đi gọi cậu ta lại đây cho tôi. Tôi ở phòng cậu ta đợi. Rõ.
Bận trang rồi. Đứng mãi làm gì đấy? Tôi phải trang sắp khóa thạch luôn rồi kìa. Rồi bà. Ngồi xuống đi. Báo cáo. Báo cáo. Nhưng cả trang. Thà chết đứng, còn hơn sống ngồi. Mấy nhân không ai bảo cậu chết cả. Báo cáo. Báo cáo. Quyền của tôi sắp chết rồi. Chết không được đâu. Chẳng con nào chết hết. Đội quân khuyển đã liên lạc với quân khu rồi, đã xin loại thuốc mới. Người ta cũng đã mở lời, mở toàn cửa lớn nhận lời rồi. Không, là hoan nghênh các cậu sát nhập vào đội quân khuyển. Đến lúc đó các cậu sẽ có thuốc. Vì vậy quân khuyển của liên đội 3 sẽ không chết con nào đâu. Bên quân đội cũng vô cùng coi trọng tình hình bệnh dịch của liên đội 3. Lần này đặc biệt bảo người mang đến 6 thùng thuốc, đã đưa đến rồi. Bây giờ được đưa vào chủ quyền. Tuy rằng không thể giải quyết toàn diện tình hình này, nhưng cũng có thể làm dịu đi. Quyển không chết được. Liên đội 3 chết rồi, trách ai? Giống giữ quân đội muốn tạm hoãn thay đổi liên đội 3, nhưng các cậu lại ngay lúc này xảy ra dịch bệnh. Tổng bộ quân khu không thể đưa thuốc cho một liên đội sẽ bị thay đổi được. Điểm này cậu nhất định hiểu rõ. Mấy con quỷ đã nghỉ hưu này đều là công thần. Chúng ta bắt buộc phải nghĩ cho chúng. Năng lực của bọn tôi có hạn, chúng ta còn phải trông nhờ vào đội quân khuyển. Liên đội 3 các cậu xảy ra nhiều chuyện như vậy. Cậu là liên đội trưởng, càng nên suy nghĩ vấn đề cho toàn diện. Không nên chỉ nghe cho lịch sử quang vinh, phải nhìn về tương lai của mọi người. Liên đội 3 không chỉ có một mình cậu. Liên đội 3 chính là một người lính, một người lính già, một người lính già mang bệnh tật. Nếu như chúng tôi hy sinh rồi, linh hồn của chúng tôi mãi mãi bảo vệ lãnh thổ của Tổ quốc. Uống chút nước đi. Trưởng ban Triệu lại đi mua thức ăn à? Phải đấy. Sao nào, cần kiểm tra không? Phải kiểm tra một chút. Anh không biết đâu, gần đây bên ngoài đang có dịch bệnh của huyện, cấp trên canh chừng kỹ lắm, sợ có động vật bám vào xe. Vào trong doanh trại kiểm tra một chút thôi, yên tâm. Vậy xem đi. Trưởng ban, ở trong đó có gì vậy? Là rau củ quả thôi, không có động vật. Được rồi, được rồi, vất vả rồi trưởng ban. Đi đi. Cảm ơn. Đội phó Cao, chỗ chúng ta không có dịch bệnh, vì sao lại phải xin thuốc chữa? Bao giờ phòng bệnh cũng hơn chữa bệnh mà. Ngày mai thuốc sẽ đến, cậu đi nhận nhé. Bao nhiêu vậy? Hai xe. Nhiều vậy sao? Tôi còn chê ít đấy. Tôi nghe người của đội biên phòng nói dịch bệnh lần này của quân khuyển liên đội 3 vô cùng nghiêm trọng, có khả năng toàn quân mất hết. Thuốc đã đưa cho họ rồi, coi như đã tận nghĩa. Phải đấy, hết cách rồi. Ai bảo họ không chịu thay đổi chứ? Tứ Nhi, nghe thấy gì rồi? Hai xe thuốc đấy, ngày mai sẽ đến. Cậu có nghe rõ không? Chính xác vô cùng. Không có bệnh cần thuốc cái gì, anh đây nhất định phải lấy được hai xe thuốc này. Đồng phó, liên đội trưởng của chúng tôi tính tình vậy đấy, đừng để bụng nhé.
感谢团里送的六箱药，真是雪中送炭了。哎，我们自己给抢看病吧。病不抓紧时间撤编，你们这是害群。不是不是，副团长，就是。Đúng vậy。副团长说的对。Đoàn phó nói đúng。我们就是在。Chúng ta là đang hại khuyển。报告副团长。Báo cáo đoàn phó。我跟您回。Tôi giờ đồng bộ với anh。上车吧。Lên xe đi。是。哎，别。Đừng。你走了，anh đi rồi, liên đội ai làm chủ? Tôi đang nghĩ cách tìm thuốc. Liên đội giao cho anh. Liên đội giao cho anh. Tôi hỏi anh đấy. Anh đi đâu tìm thuốc? Đợi tôi về. Liên đội trưởng và đoàn phó đi đâu vậy? Sắp xảy ra chuyện rồi. Xảy ra chuyện lớn. Tiến sĩ Lâm. Cô Kim. Bây giờ em đến chuồng khuyển cho khuyển ăn à? Phải. Chuồng khuyển của bọn em không thể tùy tiện đi đâu. Anh đừng đến đó nhé. Anh không có qua đó. Anh chỉ định đi vào rừng để chụp vài tấm ảnh thôi. Anh xem anh kìa. Đến lúc cạo râu rồi đấy. Tối hôm qua cạo rồi. Một đêm thôi mà dài thế này rồi. Đứng gần lửa như vậy. Anh xem con bé này có ngốc không? Vậy được, anh đi đi. Anh nhìn xem. Nhìn cái mặt đó xem. Xấu xa chưa kìa. Chắc chắn không có gì tốt cả. Tôi nghe đội phó Kiều của Lâm Trường nói, họ Lâm đó cũng mới đến mấy ngày thôi, từ nước ngoài về. Cái gì vậy chứ? Anh nhìn đi. Anh ta còn chụp ảnh kìa. Chỉ có hai cách giải thích. Hoặc là cực kỳ yêu thích chụp ảnh, không thì đang thu thập tin tức. Mặt anh ta viết bốn chữ gian manh vô cùng. Anh Hùng à, anh thế này đi, anh qua đó xem tên đó rốt cuộc đang chụp cái gì. Tôi đi tìm con bé đó. Được. Đội trưởng Kim, cô mở cửa ra đi, tôi nói chuyện với cô một chút. Gọi ai vậy? Chị, phiền cô mở cửa. Mở cửa đi nào, tôi nói chuyện nghiêm túc với cô. Nói đi. Cô có thể đối với tôi có một chút xíu tôn trọng nào được không? Mở cửa ra đi nào, tôi nói chuyện chính với cô. Nói đi. Nghe nói hôm nay cô và Lâm Tử Đại đi leo núi à? Phải. Vậy thì sao? Không sao. Con người anh ta cũng tốt. Từ nước ngoài về, học cao hiểu rộng, nhà lại có tiền, lại đẹp trai nữa. Chính là loại công tử kinh điển. Tôi biết chứ. Thì sao nào? Không sao cả. Tôi chỉ hy vọng lúc cô hạnh phúc vui vẻ cũng nên mở to mắt ra một chút. Không phải bất cứ ai cũng đều có thể nhìn một cái biết ngay đâu. Nói cả buổi ra là anh đang ghen. Anh thấy trước mắt gì người ta mạnh hơn anh, đúng không? Đùa, người mạnh hơn tôi nhiều lắm. Hơn nữa, nhan sắc của cô chỉ thế này, sao tôi có thể ghen được chứ? Sau này chuyện của chị đừng có xen vào. Tôi cũng đâu có muốn. Tôi là muốn tốt cho Lâm Trường thôi. Lâm Trường. Liên quan gì đến Lâm Trường? Không nghe thì thôi. Nói đi. Anh theo dõi người ta. Đừng nói khó nghe vậy chứ. Chỉ là vô tình nhìn thấy thôi. Em gái đi nhanh về phía trước. Không phải, cô đi nhanh như vậy làm gì? Cô gấp gì chứ? Tôi nói anh biết, nếu đó là trộm, chị đây sẽ nhớ không anh. Nếu như không phải, anh nhanh chóng cuộn chiếu đi cho tôi. Đó gọi là cuốn gói đi mất. Tôi...
đi về phía trước, không quay đầu lại. Là anh à? Nhân sinh hà chu. Con người đi đâu cũng có duyên nhỉ? Anh. Sao anh lại ở đây? Chỗ này khung cảnh rất đẹp. Tôi chụp cho anh vài kiểu nhé. Cảm ơn. Chi bằng tôi chụp cho anh trước một tấm. Đừng khách sáo. Đưa tôi. Được nào. Đợi một lát, tôi điều chỉnh một chút. Để tôi xem. Cái này không thể xem. Vì sao lại không thể xem? Đừng có động tay động chân. Đây là đồ của anh. Máy ảnh dùng để chụp ảnh làm kỷ niệm mà. Sao lại không cho người khác xem? Phải đấy, cho người ta xem đi. Máy này chụp những gì vậy? Sao vậy? Gì vậy? Bên trong có gì? Cho bọn em xem đi. Đây là chuyện riêng của anh. Riêng cái gì? Anh nói vậy là sao chứ? Đây là lâm trường nhà người ta. Chụp chuyện riêng của anh là không đúng rồi. Nếu trong lòng anh trong sạch thì cho bọn em xem đi. Vậy, vậy mọi người xem đi. Cái này làm sao? Sao toàn là ảnh của đội trưởng vậy? Phải đấy. Bên trong sao lại đều là ảnh của em vậy? Bởi vì trong lòng chỉ có em. Cô Kim, những năm tháng trên núi đã thay đổi con người anh rất nhiều. Chỉ có điều duy nhất không thay đổi chính là ánh mắt anh nhìn em. Khi anh nhắm mắt lại, anh vẫn mong chờ ánh mắt ấy. Những tấm ảnh mà anh đã chụp ghi lại những thời khắc khác nhau, địa điểm khác nhau, hoàn cảnh khác nhau, ghi lại những không gian khác nhau, vẻ mặt khác nhau và cả sự biến hóa về ngôn ngữ. Nhưng điều duy nhất không thể thay đổi là tấm chân tình anh dành cho em. Không phải, anh đừng nói nữa. Tôi thật muốn lôi cái dạ dày tôi ra, không thì tôi sợ sẽ bị nhôn. Đừng đừng, anh im miệng cho tôi. Anh nhìn anh Lâm đi, nói chuyện dễ nghe như vậy, có văn hóa biết bao, từng câu từng chữ đều. Không, em là nói. Anh nói những lời này làm gì? Anh ấy đang tỏ tình với cô đấy. Tỏ. Còn xấu hổ cái gì? Hai vị, cảm ơn các anh đã cho tôi cơ hội để tỏ tình. Bây giờ có thể trả máy ảnh cho tôi được không? Xin lỗi. Chỗ này phong cảnh rất đẹp, tôi muốn đi chụp ảnh. Hai vị có hứng thú đi cùng tôi không? Không cần đâu, anh ấy đi bệnh viện với tôi.